theo dõi và làm cùng nhé. Nguyên liệu để chuẩn bị cho món này gồm có gừng tươi, muối, chanh, đường. Nguyên liệu chỉ có vậy thôi. Các bạn chuẩn bị một thau nước. Gừng tươi chỗ này là 400g. Các bạn cho một thìa canh muối và 1,5 lít nước này. Tỷ lệ nước và muối này không cần phải chính xác. Cho gừng vào đây ngâm để gọt vỏ nó dễ hơn. Trong khi chờ đợi gừng ngâm vào nước muối, các bạn chuẩn bị một thau nước nữa. Vắt nước cốt chanh vào. Tôi vắt nửa quả chanh. Gừng ngâm trong nước muối này các bạn cũng không cần phải ngâm lâu đâu, chỉ 5 phút là được. Gọt bằng cái nạng vỏ này nó không sạch được hết các cái chỗ khúc khỉu, cho nên tí nữa bắt đầu cắt chúng ta sẽ dùng dao gọt lại. Khi gọt vỏ xong các bạn thả ngay vào chậu nước muối. Sau khi đã gọt sạch vỏ, các bạn để sang thau nước có vắt chanh. Bây giờ chúng ta cắt lát gừng. Các bạn đừng có cắt gừng mỏng quá. Khi xào đường, gừng sẽ săn và nó cuốn lại, nó quắt lại. Hình không đẹp nữa và khi ăn nó hơi bị khô. Đó, các bạn chỉ cắt cái độ dày như này là vừa này. Đó, 3-4 ly gì đó. Xong là các bạn thả ngay vào chậu nước có nước cốt chanh để cho gừng được trắng. Các bạn cố gắng chọn cái củ gừng nó vừa thôi, đừng có già quá mà cũng đừng non quá. Là một, thứ hai là các bạn chọn gừng cái củ nó lớn một chút thì khi mình cắt nó có cái lát đẹp và khi ra sản phẩm nó cũng không bị nát vụn. Bây giờ tôi mang xả. Tiếp tục các bạn đặt một xô nước lên bếp. Sau nước này các bạn cũng vắt một chút nước cốt chanh. Các bạn cho gừng vào. Đây là luộc gừng. Luộc gừng này thì thời gian tùy theo các bạn muốn. Ví dụ như các bạn muốn ăn gừng còn nhiều độ cay thì các bạn chỉ đun trong 5 phút thôi. Nếu các bạn thích cay vừa thì các bạn luộc từ 7 đến 8 phút. Còn bạn nào mà muốn ăn ít cay nhất thì các bạn có thể luộc từ 10 đến 15 phút hoặc là luộc 2-3 lần cho nó bớt cay đi. Đấy, cho nên cái thời gian luộc là tùy theo cái sở thích của mình. Gừng tôi đã luộc 5 phút. Tôi thích ăn gừng có độ cay nhiều cho nên tôi chỉ luộc 5 phút thôi. Bây giờ tôi mang gừng ra rửa sạch nhiều nước.
Sau khi luộc gừng với lại nước cốt chanh, các bạn mang đi xả nước lạnh nhiều lần. Tại sao lại phải xả những nước lạnh nhiều lần? Vì khi chúng ta luộc gừng này với nước cốt chanh, chanh nó có vị chua, cho nên nếu các bạn không xả nước sạch, khi chúng ta xào đường sẽ không khô và không kết đường được. Vì vậy, các bạn phải lưu ý là khi luộc với nước chanh hay là nước phèn thì các bạn phải xả nước lạnh thật nhiều lần để cho trong miếng gừng không còn vị chua của chanh hoặc của phèn chua hoặc là của giấm nữa. Bây giờ các bạn chuẩn bị một cái khay hay là một cái mẹt hay một cái gì đó nó rộng rãi một chút để các bạn đãi ra cho nó khô bớt đi. Nếu các bạn có nắng thì mang ra nắng 15 phút đến nửa tiếng là được. Cho nó se hết mặt lại và nó không còn nước bám ở trên cái miếng gừng này nữa. Nếu không có điều kiện thì các bạn cứ để trong nhiệt độ phòng hoặc bật quạt lên cũng được. Hoặc là một cách nhanh nhất là các bạn dùng giấy giấy ăn trong nhà bếp. Các bạn thấm thì không phải mất thời gian chờ đợi. Thực ra cái gừng này thì chúng ta có đun quá lửa hay cứ đun lâu không nát được. Các bạn thấy rồi đấy, mình hay nấu phở hay nấu các món ăn mà cần đến gừng ấy, đun mãi nó cũng đâu có nhừ đâu. Cho nên các bạn đừng có lo lắng là luộc nhiều hay là luộc ít nhé. Đó, nó chỉ cần khô ráo hết cái nước xả của mình đi là được. Giờ chúng ta cân gừng nhé. Tôi mua gừng về là 4 lạng, chưa sơ chế, chưa gọt vỏ và chưa bỏ những cái phần dừa đi. Chỗ này bây giờ cân còn có 2 lạng rưỡi. 250 g gừng sau khi đã sơ chế, các bạn cho 170 g đường. Các bạn trộn đều. Các bạn ngâm gừng trong đường này, khi nào các bạn thấy đường tan hết là được, khoảng nửa tiếng, 1 tiếng hoặc 2 tiếng. Lâu lâu các bạn ra đảo hoặc xóc lên như thế này. Bây giờ tôi có 2 cách xên cái mứt gừng này để các bạn có thể so sánh xem là làm cách nào ngon hơn. Đây là cái gừng tôi vừa làm xong, mới đang để ngâm đường. Và tôi có một mẻ nữa ngâm trước cách đây 3 tiếng rồi. Tí chúng ta sẽ so sánh xem là cái mẻ nửa tiếng ngâm đường và ngâm đường 3 tiếng nó có gì khác nhau không. Đây là chỗ gừng tôi đã ngâm được 3 tiếng với đường. Các bạn đã thấy ra rất là nhiều nước. Đó, mà miếng gừng nó không còn cái màu như lúc ban đầu nữa, nó xuống sẫm màu và nó tối màu đi. Giờ tôi sẽ xên trước cái phần gừng mà đã ngâm được 3 tiếng với đường này. Đầu tiên các bạn đặt chảo lên bếp hoặc một cái nồi hay cái xoong nào đó nó rộng rãi một chút thì các bạn dễ đảo và bật lửa số lớn. Khi mới đun các bạn bật lửa lớn. Khi nước đường nó đã rút lại, nó còn sền sệt như này các bạn để lửa trung bình. Các bạn thấy miếng gừng khi sau khi đường nó quẹo lại, miếng gừng nó cũng quắt bớt lại, là một, thứ hai là nó trong veo này. Đó. Vì vậy mà khi các bạn cắt gừng lát này, các bạn đừng có cắt mỏng quá. Hoặc là cái miếng gừng mình chọn cái củ nó không to, khi cái miếng gừng ra nó nhỏ xíu không đẹp. Sau khi đường các bạn thấy nó đã kết tinh ở xung quanh cái phần chảo này, cái thành chảo các bạn này. Đó. Nó trở lại cái đường như lúc đầu nó hạt hạt này này. Gọi là đường kết tinh lại đó. Các bạn cho nhỏ lửa. Nhỏ lửa các bạn nhé. Nếu các bạn để to quá là cháy thành caramel đấy.
Rồi nó cạn hết không còn tí nước nào, các bạn tắt bếp. Các bạn vẫn để trên bếp để đảo, vì là cái chảo và bếp vẫn đang còn rất là nóng, nên các bạn cứ để đảo để cho cái các miếng mứt này nó rời ra và cái đường nó sẽ có cái độ trắng kết bám vào miếng gừng này trắng. Đường đã rất là khô và nó có một lớp bám, lớp đường bám ở trên cái miếng gừng này rồi. Để vài tiếng nữa thì cái miếng gừng này nó mới giống như là ngoài hàng, nó kết tinh trắng như một lớp tuyết phủ ở ngoài. Bây giờ tôi để ra, đổ ra cái mẹt để phơi tiếp. Địa phương các bạn có nắng thì các bạn mang ra phơi nắng khoảng nửa tiếng, nếu không có thì các bạn cứ để tãi ra phơi như thế này, để trong nhà nhiệt độ phòng cũng được. Như lúc đầu tôi giới thiệu với các bạn, mẻ lúc nãy tôi xào á là tôi ngâm được 3 tiếng với đường. Xào cái mẻ ban đầu là mất 30 phút. Cái này ngâm 30 phút rồi các bạn này. Bây giờ tôi xào cái mẻ 30 phút này. Tí nữa chúng ta sẽ so sánh xem ngâm 3 tiếng với lại 30 phút thì cái sản phẩm nó có khác gì nhau không. Bây giờ các bạn đặt chảo vào bật bếp. Bắt đầu đun, các bạn bật lửa lớn. Khi cái nước đường nó keo lại, nó rút bớt thì các bạn lửa trung bình. Rồi khi nước keo lại nhiều thì các bạn để lửa nhỏ. Cái canh lửa này cũng rất là quan trọng khi xem các loại mứt nói chung và mứt gừng nói riêng. Lửa rất là quan trọng khi các bạn canh lửa. Sau khi đường đã quẹo lại như này, rút đi một nửa rồi, tôi bật về lửa trung bình. Đường nó đã quẹo lại như này, không còn nước đường nữa, tôi tắt bếp các bạn nhé. Các bạn vẫn để chảo trên bếp tiếp tục đảo 1 đến 2 phút nữa để cho các cái miếng gừng này nó rời ra. Một điều nhỏ các bạn cần lưu ý, khi các bạn xào sen mứt này, đường nó đã kết khô như thế này mà các bạn thấy chảo nó có đường, nó có cái màu vàng ở dưới đáy chảo này, là các bạn phải tắt bếp và nhấc ngay chảo ra ngoài, không để trên bếp nữa. Nhưng các bạn còn thấy ở dưới đáy chảo đường nó vẫn còn trắng bình thường thì các bạn tiếp tục vẫn còn đảo. Đấy là sau khi tắt bếp rồi. Hoặc là trong quá trình xào mà chưa tắt bếp mà các bạn thấy ở dưới đáy chảo đường nó có cái hiện tượng đổi màu là các bạn đã phải
nhấc ngay chảo sen ấy ra và đảo ở phía ngoài. Các bạn đảo khoảng 2-3 phút sau thì nó cũng săn lại như thế này, nó sẽ khô xe lại. Ngay lúc này các miếng gừng nào mà còn dính vào nhau là các bạn phải tách. Rồi tôi nhấc ra khỏi bếp. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới.